ngáo đá giết người, leo cột điện, phá làng phá xóm, trộm cắp cướp giật, tàn hoàng gia đình và rất nhiều những hệ lụy khác. Đó chính là tác hại khủng khiếp mà ma túy mang lại cho những ai vướng vào nó. Nhiều gia đình lâm vào cảnh khốn cùng bởi có con cháu chơi ma túy. Thương ấy thì nhiều trung tâm giải cứu của các hội thánh Tin Lành được ra đời trong quyền năng của Chúa. Trong số đó, trung tâm giải cứu Cơ Đốc Gia Đình Nixi là trung tâm giải cứu ma túy ở thành phố Hồ Chí Minh, được xây dựng trên nền tảng niềm tin vào Kinh Thánh là lời Đức Chúa Trời. Và con tim đã vui trở lại, và niềm tin đã dâng về Người, chọn tâm hồn nguyện yêu bái riêng Người mà thôi. Buồn đã qua, nhiều lỗi lầm cũng được thứ tha. Tình yêu đã đến trong ánh nắng mai, xóa tan màn đêm mù tối, cho tôi biến đổi tâm hồn thành một người mới. Và con tim đã vui trở lại, tình yêu đến chiếu ánh sáng vào đời, tôi hy vọng được ơn cứu rỗi. Và con tim đã vui trở lại, và niềm tin đã dâng về Người, chọn tâm hồn nguyện yêu mãi riêng Người mà thôi. Dẫu như tôi phải đi qua vực sâu tối, tôi sẽ không sợ hãi. Vào đời tôi hy vọng được ơn cứu rỗi, và con tim